Tại sao bạn phải nỗ lực để kiếm được nhiều tiền? Trong thời đại ngày nay, phụ nữ càng ngày càng trở nên độc lập. Họ biết tự dựa vào chính mình. Đàn ông vì thế cần phải tự ý thức rằng phải nỗ lực kiếm tiền. Bạn tìm một nơi để ở, bạn cần tiền. Bạn thích quần áo hàng hiệu, bạn phải có tiền. Bạn thích đôi giày thể thao chất lượng, bạn cần có tiền. Thỉnh thoảng bạn muốn ăn ngon, bạn muốn đi chơi, bạn muốn đi du lịch, bạn cũng cần có tiền. Nếu không có tiền, việc lo ăn đủ 3 bữa mỗi ngày cũng là một cái vấn đề rất lớn. Cả ngày bận sấp mặt cũng chỉ vì lo sao cho đầy cái bụng. Chỉ khi bạn hết mình nỗ lực để biến mình thành một người có năng lực thực sự, bạn kiếm được tiền bạc, thì khi đó bạn mới có thể tơ tưởng những thứ lớn lao trong cuộc sống này. Biến cái cuộc sống của mình trở nên chất lượng hơn. Trở thành người có tiền không phải là muốn khoe khoang hay ra oai với đời, mà là vì chính bản thân mình để có được một cuộc sống rực rỡ và phong phú hơn. Trong quá trình kiếm tiền, thứ bạn nhận được không chỉ đơn giản là tiền, mà đó còn là hành trình giúp bạn nhận ra và hiện thực hóa giá trị của bản thân. Tiền có thể giúp cho bạn có được một cuộc sống tự do hơn, còn giá trị sẽ giúp cho bạn có được một cuộc sống ý nghĩa hơn. Nếu không có tiền, thì chất lượng sống của bạn sẽ ở mức rất thấp.